Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của xe điện motor điện. Kênh video hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn chọn bộ phụ tùng làm xe điện 4 bánh, xe điện các bạn nhé, xe sử dụng động cơ điện nhé, không phải sử dụng động cơ xăng. Bộ cấu hình này thì nó là cấu hình trung bình thôi, sở hữu cái động cơ cũng không cao. Động cơ đây là động cơ 500W, với mục đích mang lại cho các bạn là một cái sự tiết kiệm điện nhất định. Thì với một cái động cơ 500W này thì thực tế ra là nó chỉ đi khoảng một người lớn, 2-3 trẻ con hoặc là 2-3 người lớn thôi. Và các xe thì các bạn phải đóng sao cho nó nhẹ nhàng nhất có thể, chứ đừng có ham đóng xe lớn quá. Nếu như các bạn đóng hầm hố quá thì các bạn phải làm động cơ công suất cao hơn. Mình với cái mục đích mang lại cho các bạn sự tiết kiệm điện tối đa nhất và khả năng chạy vẫn có hoạt động bình thường, thì mình chỉ trang bị cho cái bộ hệ thống này là động cơ 500W thôi. Nhưng cấu hình của bộ này thì nó cũng tương đối là mạnh đấy. Về phần khung sườn và độ chất thì nó rất là cao. Ví dụ như với cái hệ thống treo sau thì mình không trang bị nhíp mà dùng hẳn hệ thống treo. Hệ thống treo thì như các bạn biết rồi đấy, thứ nhất là khả năng lắp đặt khung sườn nó rất là đẹp. Thứ nhất là khả năng làm khung sườn nó sẽ đẹp hơn rất nhiều so với dùng nhíp. Thứ hai nữa là độ êm ái thì nó sẽ hơn rất nhiều so với nhíp. Cái đấy thì khỏi phải nói rồi. Còn phần đằng trước thì cũng là hệ thống treo hai chữ A. Đấy, giảm sóc và vẫn với cái giảm sóc loại xịn nhất bên mình đang có là giảm sóc hai lò xo. Độ cứng vừa phải và độ mềm thì rất là cao. Và nó không sử dụng phanh trước, chỉ sử dụng phanh sau thôi. Với cái tốc độ đó thì cũng không cần nhất thiết là phải sử dụng 4 phanh đĩa, bởi vì động cơ của mình trang bị cũng là loại tầm trung thôi, tầm thấp thôi. Cái bộ này ấy, thì tốc độ của nó cũng chỉ đạt khoảng 30 đến 27 km/h thôi. Và khi các bạn chạy có đà cao ấy, thì nó mới được khoảng hơn 30 một chút. Còn khi trở lặng thì nó sẽ không được như vậy. Tất nhiên là với cái mục đích nhu cầu gọi là mình chơi theo cái kiểu nho nhỏ, gia đình bố mẹ và con, thì nó đáp ứng rất là tốt. Đấy, hệ thống lái thì vẫn sử dụng hệ thống lái bình thường, loại tốt nhất, hệ thống bình thường nhưng nó là loại tốt nhất trên thị trường hiện nay. Vẫn thước lái, đánh lái nhiều vòng, 2,5 vòng. Vô lăng thì trang bị loại vô lăng dày rất là xịn. Và bốn bánh này là bốn bánh 400-10 lốp không xăm. Với cái sức tải của mỗi một bánh là 280 kg thì nó quá là đẹp rồi, miễn chê luôn. Ở đây chỉ là một cái cấu hình cơ bản và mình gióng lên cho khách hàng tham khảo. Còn lại các bạn có thể thay đổi tùy theo ý thích của mình, có thể sử dụng cầu sau phanh đĩa và cầu trước phanh đĩa cũng được. Cái đấy là do các bạn lựa chọn. Còn động cơ các bạn có thể nâng cấp lên 800W hay là 1000W thì đều được. Nhưng theo như mình thì các bạn có thể nâng cấp lên 800W. Còn cái bộ này thì bên mình đang bán thì với cái giá là 11 triệu. Đấy, giá thì cũng tương đối là mềm. Để các bạn cứ thử tưởng tượng xem một cái xe đạp điện bây giờ loại rẻ rẻ cũng phải hơn 11 triệu rồi. Thì chọn bộ một cái bộ phụ tùng ô tô như vậy cũng chỉ đến 11 triệu mà thôi. Với một bộ ắc quy khoảng 1,1 triệu hoặc là một bộ ắc quy khoảng 2 triệu thì các bạn có thể đi chơi thoải mái rồi. Và để khắc phục được cái vấn đề một cái động cơ tầm thấp như này thì bên mình có trang bị cho cây cầu này một cái số phụ. Số phụ này là số phụ khi các bạn trèo dốc ấy, thì nếu như sợ nó không lên nổi ấy, thì mình có thể về số. Và khi các bạn về số rồi thì nó không còn có gì có thể cản được nó nữa, bởi vì với cái tầng số phụ này tốc độ nó sẽ giảm đi một nửa và lực kéo nó sẽ tăng lên gấp đôi. Vì vậy các bạn có thể hoàn toàn khởi hành ngang dốc mà không có vấn đề gì sợ tuột dốc cả.
Còn với cái đà đang lên ấy thì có thể lên là số 1, mà nếu có đà vẫn lên bình thường. Bộ này thì vẫn trang bị những cái phụ kiện đầy đủ như là phanh chân, phanh tay và các kiểu luôn. Tay đảo chiều và chân ga cũng có, đồng hồ cũng có. Cái đồng hồ thì mình lại quên không bỏ vào đây rồi. Thì cái đồng hồ nó là đồng hồ tròn như trong cái video trước thôi. Nói chung là bộ này có đồng hồ các bạn nhé. Sạc thì chưa bao gồm, bởi vì cái sạc thì nó sẽ phụ thuộc vào cái bình acquy. Nếu như các bạn mua acquy bên mình ấy thì được hỗ trợ giá. Ví dụ như tại thời điểm hiện tại này thì acquy 12A là giá chỉ có 1,1 triệu thôi. Còn acquy 20A thì bên mình chỉ đang bán cho các bạn là 1,850,000 thôi, bằng cái giá nhập bên mình đang nhập bên trên thị trường hiện nay, không lấy lãi cái phần acquy. Thì với cái acquy thì các bạn mua acquy nào thì sạc sẽ đi theo loại đó. Sạc thì giá nó cũng có 100,000 thôi, coi như tất cả những cái đó là bán hỗ trợ cho khách hàng. Còn cái bộ này thì chọn bộ của nó là 11 triệu đồng. Nếu như các bạn tăng lên động cơ 800W thì giá của nó sẽ là 11,800,000 đồng. Thì tùy các bạn nhé, các bạn thích nâng cấp cái hạng mục gì thì mình nhắn vào Zalo thì mình sẽ báo giá cho các bạn từng món một. Còn như cái bộ này thì giá là 11 triệu chưa bao gồm cước vận chuyển. Bên em bán hàng thì thường thường là khách hàng phải đặt trước cho bên em 500-700,000 đồng, chứ không có gửi hàng rồi mới thu tiền. Lý giải cái vấn đề này thì thực tế ra mà nói thì một bộ bên em lợi nhuận cũng không cao. Đấy, để tránh cái tình trạng bom hàng thì nhiều khi là cái khách hàng sau thì lại phải chịu bù lỗ cho khách hàng trước, thì là làm một cái điều rất là không công bằng. Cho nên là các bạn thông cảm. Đây cầu sau này, cầu sau thì sử dụng hệ thống treo như này. Đấy, có cả giảm sóc lẫn giảm chấn luôn. Đây là hệ thống thước lái này, bánh xe thì có đường kính là 45cm, bản rộng là 10cm, lốp vuông cũng khá là đẹp và hợp lý. Với cái cây cầu này có chiều rộng là 90cm thì làm nên một cái xe khoảng 1m là hợp lý rồi. Còn đây là cái bộ hệ thống giảm sóc càng chữ A. Đấy, giảm sóc càng chữ A đây, rất là đẹp và cũng khá là dễ lắp đặt, bởi vì nó có cái con ốc điều chỉnh độ căn, độ nghiêng, chân ga và tay đảo chiều. Thì có cả đây là cái phần này là phần dây số đây, dây để sang số này, cần đảo chiều này, chân ga là chân ga các bạn có thể chọn chân treo hay là chân sàn. Đây là chân phanh và tay phanh, tay thắng khi các bạn dừng xe đấy. Thì cái bộ này nó cũng khá là đầy đủ, không thiếu cái gì cả. Chỉ có động cơ là trang bị một cái dòng tiết kiệm điện thôi. Thì nhân đây thì cũng xin lan man một tí, thì để so sánh giữa cái việc lắp đặt một cái động cơ điện, một cái xe điện và một cái xe máy xăng, thì độ khó và giá trị của nó như thế nào. Thì trước tiên thì mình nói về cái vấn đề hai thằng điện và xăng, thì thực tế giá thành nó cũng ngang ngang nhau thôi. Có điều thằng máy xăng thì nó sẽ đạt được cái tốc độ cao hơn, còn thằng động cơ điện thì nó cũng không cao lắm so với cùng giá. Đấy, còn về giá thành thì không thể rẻ hơn hay đắt hơn được, vì thực tế thì khi các bạn mua một bộ phụ tùng xe xăng thì nó chưa hề có phần chuyển động, đấy là chính là cái động cơ nó chưa có. Thì các bạn nếu các bạn mua vào thì giá nó sẽ cao hơn chứ chưa chắc nó rẻ hơn, nhưng mà mình cứ gọi là ngang giá đi như vậy. Còn về cái phần
Về đóng xe thì xe điện nó dễ hơn rất là nhiều. Nó dễ hơn, đối với mình thì mình cảm giác như nó dễ hơn một lửa so với làm xe xăng. Xe xăng thì đối với những cái bạn mới bỡ ngỡ chưa làm bao giờ thì thực sự là nó rất khó. Nó khó ở đây là khó về phần bố trí những cái tiểu tiết như kiểu là chân ga rồi dây ga rồi thì số má các thứ là nó rất khó, và bố trí máy như thế nào cho nó hợp lý là cũng vất rất là một vấn đề. Nếu như các bạn để đằng trước thì phần trục các đăng các bạn truyền về đằng sau rất là xa, và nó liên quan đến kết cấu khung gầm, gầm sẽ bị cao. Còn nếu như các bạn để đằng sau thì nó cũng rất là khó, bởi vì là giữa động cơ và cái cầu nó phải có một khoảng cách nhất định, mà cái phần đằng sau của mình thì nó lại đâu có dài lắm, cho nên là nó cũng là một cái vấn đề. Thì thường là làm máy xăng thì người ta bố trí đằng trước, bố trí đằng trước thì sẽ dẫn đến cái phần trục cái đăng nó sẽ kéo dài từ đằng trước về đằng sau. Bố trí dây ga sang số như nào cho nó hợp lý thì là cái đấy là cũng là một vấn đề mà các bạn phải lưu ý khi làm xe xăng. Còn các cái loại bánh xe thì các bạn cứ chọn, bên mình thì có rất nhiều loại bánh xe khác nhau, không phải chỉ có mẫu bánh này, vì cái mẫu này nó là mẫu vừa đẹp vừa rẻ cho nên mình đăng lên thôi, chứ thực tế bên mình còn rất nhiều mẫu bánh khác. Ví dụ như bánh 450-10 thì nó nhỉnh hơn cái bánh này một tí, hoặc là cái bánh 135-90-10 thì nó đắt hơn cái bánh 450-10 một tí, nhưng cái bánh nén nó chất hơn. Cái bánh 135-90-10 thì tải trọng của một bánh của nó là 389 kg cơ, tương đương với chở hàng khoảng 1 tấn mà được. Thì nó hơn hẳn cái bánh 450-10. 450-10 thì lốp nó mỏng, bản nó hẹp hơn. Đấy. Thì các bạn đặt hàng thì xin liên hệ qua số điện thoại 0983818955. Toàn bộ những cái sản phẩm thì như trong hình ảnh đấy thôi, phụ kiện thì cũng tương đối là đầy đủ rồi, không thiếu cái gì cả. Các bạn chưa đăng ký kênh thì nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn like và chia sẻ video cho những cái bạn đang quan tâm khác cùng xem. Rất cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Video của mình đến đây là hết rồi. Và sau đây thì mình xin gửi các bạn đến một số những cái hình ảnh chi tiết từng bộ phận một. Đây, cái bánh này là có đường kính 40 cm này. Đường kính cái bánh này là có đường kính là 45 cm này. Đấy. Bản dày là 10. La răng hợp kim rất là đẹp. Và cái tim ốc này là chéo 7. Chéo 10 vuông 7. Từ đây sang đây là 7. Cái phần này là phần chân phanh, tay phanh. Nếu như các bạn xem nhiều video khác trước của mình rồi ấy, thì nó có hướng dẫn lắp đặt từng bộ phận một đấy. Thì các bạn cứ xem tổng hợp nó lại, hoặc là khi các bạn đặt hàng thì bên mình sẽ gửi video cho các bạn là tổng hợp những cái phần lắp đặt đấy, các bạn có thể xem ngay trong kênh của mình thôi. Đây là phần hệ thống giảm xóc này, hai càng chữ A Meyer này, thước lái này, thước lái đơn dễ lắp đặt, phần cột lái này, cột lái trên, cột lái dưới và vô lăng thì rất là dày, đường kính vô lăng là 37 cm, cần rất là chắc chắn. Đây, bằng cao su này. Đấy, cái độ dày của nó đây. Đấy, các bạn thấy không? Cái logo này thì các bạn về thích dán cái gì thì nó dán cái đấy, cái này không quan trọng. Quan trọng là cái chất của nó thôi. Đây các bạn nhìn này, đường nét sắc cạnh luôn này, chuẩn chỉ luôn này. Cái này về khỏi phải bọc vỏ lại các bạn nhé. Nó làm giả bọc luôn này, đây có đường may này. Đấy, ô tô xịn có khả năng chứ chắc nó đẹp bằng đấy chứ. Đây cũng có tay đảo chiều nhé, tay đảo chiều tiến lùi này.
Đây là hệ thống gió giảm sóc treo này. Đấy. Hệ thống giảm sóc treo này cũng không khó lắp đặt đâu, rất là dễ lắp đặt thôi. Thế này phần này là hàn lên trên khung này, phần này là hàn xuống dưới cầu này. Còn đây này, cái thanh này là thanh bắt vào khung này. Cái này thì làm khung con này rất là đẹp. Các bạn cũng có thể cân nhắc là dùng cầu trước loại thẳng và dùng cái hệ thống giảm sóc treo nhưng đằng sau cũng giống như này cũng được, rất là đẹp thôi.